Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Amen! Hãy vỗ tay cho Chúa Giê-xu của chúng ta! Amen! Cảm ơn Ngài! Ngài là đấng duy nhất được tôn vinh, ca ngợi, chúc tụng, vỗ tay, nhảy múa trong hội thánh của Ngài! Amen! Cảm ơn Ngài! Tất cả là từ Ngài! Ngài ban cho chúng ta mọi phước hạnh và Ngài đáng được tôn cao. Amen. Con người chúng ta không có gì hết. Thật sự là không có gì hết. Cho nên hãy tôn cao Chúa của chúng ta. Và buổi sáng hôm nay đó, tôi sẽ bắt đầu sứ điệp của mình với cái lời Kinh Thánh học thuộc lòng mà chúng ta vừa nghe xong. Tôi rất thích bốn câu Kinh Thánh này. Tuy nó ngắn thôi, nhưng nó cho chúng ta thấy được cuộc sống của Chúa Giê-xu yêu quý của chúng ta khi Ngài còn trên đất này. Ngài đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Đây là điều Ngài làm. Và tin lành của Ngài vẫn còn lan truyền cho đến tận ngày hôm nay, sau hơn 2.000 năm. Để rồi tôi và bạn chị em có cơ hội được ngồi tại nơi này, tiếp tục để tìm hiểu, đào sâu hơn những điều Ngài dạy dỗ. Cho nên hôm nay tôi gửi sứ điệp này đến cho anh em cùng với tất cả anh chị em ở trên mạng đang theo dõi hội thánh. Nguyện Chúa sẽ ban phước cho tất cả chúng ta trong thời giờ này. Và sứ điệp tôi đặt tên là gì? Con gặt là những ai? Chúng ta đọc câu Kinh Thánh vừa rồi, mọi sự chúng ta đều hiểu cả, tấm lòng Ngài, việc Ngài làm, phải không ạ? Nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hôm nay, con gặt thật sự là những ai? Đây là chỗ mình cần học với nhau. Và anh chị em thấy đó ha, qua bốn câu Kinh Thánh này, chúng ta biết Chúa Giê-xu đã đến thế gian với một mục đích. Không phải Ngài đến ngẫu nhiên, không phải Ngài tình cờ được sinh ra. Không, Ngài được cha sai đến với một mục đích rõ ràng. Và cuộc đời Ngài có một mục tiêu. Mục tiêu đó là cứu cả thế giới. Ngài muốn cứu cả thế giới khỏi sự chết đời đời. Ngài đã từng cứu tôi và bạn chị em khỏi sự chết đời đời. Và ai đó ngày hôm nay đang ngồi ở đây hoặc đang theo dõi trên mạng mà chưa biết Chúa Giê-xu thì hãy nghe hôm nay. Ngài đến để cứu ông bà anh chị em khỏi sự chết đời đời. Mắt mình nhắm sẽ thấy địa ngục ngay nếu không có Chúa. Và Ngài không muốn ai chết mất. Rõ ràng Chúa Giê-xu đã có mục đích và Ngài thực hành mục đích đó một cách rất gấp gáp trong cuộc sống của Ngài. Anh em thấy không ạ? Gấp gáp. Đó. Chúng ta đọc bốn câu này chúng ta thấy Ngài bận rộn với mục tiêu của Ngài. Cho nên tôi muốn nói với tất cả anh chị em đang ngồi đây một cái lẽ thật, tuy rằng có đụng chạm một chút, nhưng mà tôi nghĩ nó giúp ích cho tất cả chúng ta. Những anh chị em nào đã tin Chúa rồi mà thấy mình quá rảnh, thì tôi e rằng anh chị em chưa có mục tiêu. Chưa có mục tiêu thực sự từ trời. Một ngày mà Chúa Giê-xu đã kêu gọi anh chị em rồi đó, đã thực sự ban cho anh chị em một khải tượng để thực hiện đó, anh chị em sẽ quý từng giây đồng hồ trong cuộc sống của mình. Chúng ta không đủ thì giờ để thực hiện đâu. Còn nếu như ngồi cái chuyện mưu sinh, sáng đi làm chiều về, rồi chúng ta thấy sao cuộc đời mình nó rảnh rang quá mức, thậm chí có người nói nhàn cư thì còn vi bất thiện nữa, nghĩ ra đủ trò, thì tôi cho rằng cuộc sống mình chưa có mục tiêu. Vì lý do mình chưa có mục tiêu, cho nên mình thấy lạc lõng, mình thấy vô nghĩa, mình thấy chơi vơi, đôi khi mình thấy buồn chán nữa. Nhân chị em ơi, khi Chúa đã kêu gọi chúng ta không còn đủ thời giờ để nghĩ đến những chuyện gì khác ngoài mục tiêu của Ngài. Và Chúa Giê-xu đã được sai bởi cha Ngài, cho nên anh chị em thấy phải không ạ? Ngài có mục tiêu. Mục tiêu đó là Ngài phải cứu cả thế giới này. Anh chị em nghĩ phải không?
một mục tiêu rất lớn, rất ý nghĩa, rất nặng nề. Ngài phải làm, Ngài phải giảng phúc âm, Ngài phải đi từ các thành, các làng, các nhà hội, Ngài gặp từng con người riêng lẻ, kể cả những đám đông to lớn, để Ngài giảng phúc âm. Ngài giảng về nước trời, Ngài giảng về sự cứu chuộc, Ngài giảng rằng Đức Chúa Trời hôm nay đã đến, Ngài đã đến để tìm kiếm những con người hư mất, những ai lạc lối, những ai lầm đường, những ai tội lỗi, những ai ao ước có đời sống, hãy đến với Ngài để được tha thứ, được phục hồi, được chữa lành. Đó là điều Chúa Giêsu đã từng nói, và Ngài vẫn đang nói hôm nay cho tất cả những anh chị em nào đang quan tâm. Chúa Giêsu quả thực là cứu Chúa của thế giới này. Trong Ngài đặt mọi hy vọng của tất cả loài người. Dù các bạn ở một tôn giáo nào, không quan trọng, các bạn đều cần đến Chúa Giêsu. Học thức không học thức, nam hay nữ, già hay trẻ, không phân biệt màu da, sắc tộc, lứa tuổi, tất cả chúng ta đều cần Chúa Giêsu để được sống. Và Ngài đến để đem sự sống đó anh chị. Đó. Nhưng có một điểm rất đặc biệt ở đây tôi muốn nói với anh chị em là không phải Ngài chỉ sống cho mục tiêu một cách ngẫu nhiên. Tức là mỗi ngày tôi cứ miệt mài làm, Ngài cứ miệt mài làm. Không đâu. Tôi thấy ở đây Chúa Giêsu có một chiến lược. Chiến lược cho mục tiêu của mình. Trong cuộc sống của mỗi một chúng ta, nếu mình để ý mình sẽ thấy, dù không hiểu nhưng mà chiến lược đó nó vẫn đến trên mình, trên cuộc sống mình, trên công việc của mình hàng ngày đó thôi. Tôi lấy một ví dụ để anh chị em hiểu một chút thế nào là cái ý tôi muốn nói về chiến lược. Ví dụ như anh chị em đã từng học để đi thi đại học, phải không ạ? Đi vô thi đại học. Và khi anh em nhận được cái đề thi, người ta nói rằng đề thi này chỉ được hoàn thành trong 90 phút thôi, không được làm hơn. Anh em làm hơn là không được. 90 phút xong hay không xong, phải bỏ tờ giấy xuống, bước ra khỏi phòng thi. Có đúng vậy không nhé? Và khi anh em cầm bút để làm bài thi, chắc chắn những người thông minh sẽ có một chiến lược. Câu nào dễ làm trước. Có đúng không? Câu nào dễ làm trước. Chứ người không thông minh cứ để câu khó nhất ngồi bắt đầu suy nghĩ, 90 phút qua rồi chưa làm được bài gì cả. Zero. Có đúng không? Câu nào dễ làm trước. Nếu gặp một câu khó, bỏ, tìm câu dễ. Giống như ngày xưa tôi đi thi, tôi cũng nghĩ cách đó. Tôi tìm tất cả những câu dễ tôi làm trước và tôi tính toán. Trên 5 điểm rồi, chắc ăn rồi đó. Rồi sau đó còn thời gian còn lại là bắt đầu ta phải nghiền ngẫm những câu khó để nâng cao số điểm của mình. Được bao nhiêu thì được. Và cái này tôi gọi là chiến lược đi thi. Nhưng Chúa Giêsu có một chiến lược để cứu rỗi linh hồn. Và chiến lược của Ngài phải được hoàn thành trong vòng 3 năm rưỡi thôi. Anh chị em có để ý thấy điều đó không? Chúa Giêsu phải suy nghĩ và nói với Đức Chúa Cha: Cha ơi, nhiệm vụ của con là phải cứu cả thế giới, nhưng con chỉ có 3 năm rưỡi để chuẩn bị cho điều này. Nếu anh em có một mục tiêu và Chúa nói với anh em là hãy hoàn thành trong vòng 2 năm thôi, sau 2 năm nữa con sẽ về nhà, thì anh em tính sao? Chắc có lẽ chúng ta không dám phung phí dù một giây đồng hồ, đúng không anh em? Không dám phung phí. Cho nên tôi muốn nói tất cả anh em mình, những người đã được sự kêu gọi, những người đã biết mục tiêu của đời mình, đừng phung phí thời gian nữa. Chúng ta mất các thứ chúng ta có thể tìm được. Mất tiền bạc có thể tìm được, mất sức khỏe có thể được chữa lành, mất điều này điều nọ có thể phục hồi. Nhưng anh em ơi, một giây đã trôi qua, chúng ta không lấy lại được. Đó là sự thật. Và Chúa Giêsu chúng ta chỉ có 3 năm rưỡi thôi, nhưng Ngài phải gánh một nhiệm vụ cực kỳ to lớn, một mục tiêu cực kỳ quan trọng phải hoàn thành, đó là cả thế giới phải được cứu. Và Ngài phải bắt đầu nó. Bắt đầu nó. Tôi sẽ nói chi tiết về điều này sau. Nhưng hôm nay đó, trước khi nói về điều đó, tôi muốn nói một chút xíu về cái động cơ của Chúa cho mục tiêu của thiên đàng. Tất cả anh em mình được Chúa kêu gọi, ai trong chúng ta
chắc chắn cũng sẽ xuất hiện một ước mơ. Anh em ước ao được phục vụ Ngài, anh em ước ao thành lập hội thánh, anh em ước ao được giảng phúc âm, anh em ước ao có thể được Chúa dùng để đặt tay chữa lành người ta, anh em ước ao để được giải cứu đủ quỷ, hoặc anh em ước ao để được phục vụ thiếu nhi, phục vụ những trẻ mồ côi, phục vụ những người neo đơn, vân vân và vân vân, cả hàng trăm hàng ngàn chức vụ ở trong hội thánh của Ngài. Tuy nhiên mình hãy nhìn xem nha, Chúa Giêsu có một mục đích và chiến lược, nhưng Chúa Giêsu được thúc đẩy bởi lòng thương xót. Chúa Giêsu chúng ta luôn được thúc đẩy bởi lòng thương xót. Ngài thương xót. Khi Ngài nhìn thấy đám đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Và Ngài vạch ra một chiến lược, Ngài vạch ra một kế hoạch để hành động. Một chỗ khác, Chúa Giêsu thấy đám đông, Ngài động lòng thương xót, bèn dạy dỗ họ và chữa lành cho họ. Một chỗ khác, Chúa Giêsu động lòng thương xót trước cái đám đông đã theo Ngài 3 ngày rồi không có gì ăn, và Ngài nói rằng các môn đồ của Ngài hãy nuôi đám dân đông này, và Ngài hóa bánh hóa cá để nuôi họ. Tất cả những việc làm của Chúa Giêsu luôn xuất phát từ gì anh chị em? Lòng thương xót. Đây là động cơ đúng đắn. Tôi có thể đọc anh chị em nghe trong Mát chương 6 câu 34. Đúng không ạ? Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn, Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Anh em thấy hay không? Chỗ thì Ngài cho ăn, chỗ thì Ngài chữa lành, chỗ thì Ngài giải cứu, còn ở chỗ này nói sao? Ngài thương xót họ nên Ngài dạy dỗ họ nhiều điều. Sự rao giảng phúc âm, dạy lời của Ngài cũng phải xuất phát từ lòng thương xót anh chị em. Tôi nói điều này để tất cả anh chị em mình phải kiểm tra lại cái động cơ của chúng ta. Cái động cơ của chúng ta đúng, chúng ta sẽ có phần thưởng đời đời. Động cơ của chúng ta sai, tất cả những gì mình thực hành trở thành rơm rác và sẽ bị đốt cháy hết. Hãy chú ý, hết sức chú ý. Phải không ạ? Rơm rác. Giống như sứ đồ Phao-lô nói, nên là Chúa Giê-xu, tất cả chúng ta đều xây trên nền đó. Chúng ta chữa lành trên nền đó, giải cứu trên nền đó, giảng dạy trên nền đó, giúp đỡ trên nền đó. Nhưng Chúa sẽ kiểm tra động cơ của chúng ta. Cái gì rơm rạ cháy hết, nhưng những gì vàng bạc bửu thạch kim cương sẽ còn lại, ngày sau sẽ thử qua lửa hết. Không ạ? Tôi muốn nói với tất cả anh chị em, những con người được Chúa kêu gọi, được Chúa tái sanh, hãy kiểm tra động cơ. Một chỗ khác, trong Ma-thi-ơ chương 14 câu 14, Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa lành cho kẻ bệnh. Lại động lòng thương xót. Thấy không ạ? Luôn luôn động lòng thương xót. Đó. Một điểm tiếp theo mà tôi muốn nói để cho tất cả chúng ta điều chỉnh động cơ nếu mình chưa phải kịp phát hiện ra có điều gì đó chưa đúng. Đó là gì? Mục đích và chiến lược của Chúa Giêsu, ngoài lòng thương xót thì Ngài cũng được thúc đẩy bởi sự vâng lời Đức Chúa Cha. Anh chị em à, hầu việc Chúa không phải là vấn đề của cảm xúc đâu. Hầu việc Chúa không phải là vấn đề của cảm xúc. Hôm nay tôi muốn tôi làm, mai tôi không muốn là tôi nghỉ. Không có chuyện đó đâu. Nếu chúng ta hầu việc Chúa bởi cảm xúc thì cực kỳ mong manh và nguy hiểm. Đức Chúa Cha sẽ không giao vào tay chúng ta những điều thật, những điều quý giá, khi Ngài biết rằng chúng ta nay thế này, mai thế khác. Không đâu. Khi chúng ta điều chỉnh động cơ cho đúng, chúng ta có thể thăng tiến ở trong con đường mình phục vụ và hoàn thành mục tiêu mà Chúa giao cho mình. Đức Chúa Giêsu rõ ràng
Ngài được thúc đẩy bởi sự vâng lời tuyệt đối cha mình. Vâng lời tuyệt đối. Sự hầu việc Chúa của mỗi một chúng ta hôm nay cũng phải bắt đầu từ chuyện đó. Tôi nghĩ đó là điều mình cần phải nghiêm túc suy xét. Khi mình vâng lời tuyệt đối thì mình sẽ phục vụ Ngài, nghe lời Ngài, hoàn thành mục tiêu, dù thuận lợi hay không thuận lợi, dù khó khăn hay dễ dàng. Trong bất chấp mọi hoàn cảnh, chúng ta đều tiến tới mục tiêu. Bởi vì sao? Chúng ta vâng lời Đức Chúa Cha. Chúng ta vâng lời Ngài nên chúng ta làm. Chúng ta vâng lời Đấng đã sai mình nên chúng ta làm. Và khi Ngài sai mình thì Ngài sẽ cung ứng cho chúng ta sức mạnh, quyền năng, mọi nguồn lực để chúng ta có thể tiến tới và hoàn thành mục tiêu. Đây là chỗ mà chúng ta cần để ý. Tôi đọc cho anh chị em nghe trong Thi Thiên 40 câu 6 đến câu 8. Thi Thiên 40 câu 6 câu 8 chép thế này: Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tay tôi, Chúa không có đòi của lễ thiêu hay của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng mà làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Đây là lời tiên tri về Đấng Christ. Thấy Chúa Giêsu Ngài nói gì? Ngài nói Ngài vui mừng để làm theo ý Đức Chúa Cha. Nếu anh chị em tra soát cuộc đời của Chúa Giêsu, anh chị em sẽ thấy Ngài không phải có một cuộc đời bình yên, một cuộc đời gọi là lúc nào cũng được cung ứng, được tôn trọng, được đón chào đâu. Anh chị em đọc cuộc đời của Chúa Giêsu, xung quanh Ngài luôn có đám đông, nhưng mà Ngài luôn sống trong sự gì ạ? Chèn ép, chỉ trích, công kích, bắt bớ, đánh đập, chỉ vả, hạ nhục. 3 năm rưỡi Ngài làm chức vụ, tôi để ý thấy Ngài toàn ngủ trong núi, trong rừng, trong vườn. Chỉ có một nhà của Mary Ma-thê đón Ngài vào thôi. Còn tất cả những căn nhà khác đóng cửa không rước Ngài. Ngài ngủ trong rừng. Cho nên Ngài mới nói cái câu đó anh chép: cáo ca hang, chim trời có ổ, nhưng con người thấy không có chỗ gói đầu. Và cuộc đời đó nó nói lên cho chúng ta rằng Ngài sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Cha để chịu khổ vì tin lành của nước Đức Chúa Trời. Vâng lời. Nếu mọi sự tốt đẹp thì sự vâng lời ít giá trị. Nhưng khi mọi sự khó khăn, khổ sở, bắt bớ, chèn ép, nhưng mình vẫn tiến tới, thì sự vâng lời đó rất có giá trị. Amen chị em. Trong Luca chương 22 câu 41-42 cũng có chép như vậy: Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: lạy cha, nếu cha muốn xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý cha được nên, chứ không phải theo ý tôi. Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa với ông bạn chị em ở đây, mục tiêu và chiến lược của Chúa Giêsu một lần nữa xác quyết được xác định, được thúc đẩy bởi sự vâng lời Đức Chúa Cha. Ngày hôm nay tôi và mọi anh chị em quyết định vâng lời Chúa, quyết định phục vụ Chúa, quyết định khao khát những điều mà Chúa kêu gọi mình, thì hãy kiểm tra động cơ nào đứng đằng sau những quyết định đó. Động cơ nào? Chỗ này rất quan trọng. Tại vì đôi khi đó, sự trong lòng người chỉ có Đức Chúa Trời biết, không ai biết cả. Nhìn bề ngoài thì giống nhau, nhưng bên trong lòng thì Chúa thấy. Amen chị em. Bên ngoài giống nhau, giữa sứ đồ Phaolô nói cũng có người rao giảng Đấng Christ, ai cũng rao giảng hết á, nhưng có người rao giảng vì động cơ này, có người rao giảng vì động cơ khác. Tất cả đều khác nhau, nhưng có một Đấng nhìn thấu mọi sự, có một Đấng biết mọi sự. Mà tôi nghĩ rằng những ai thực sự nghiêm túc với cuộc đời mình và chức vụ mà Chúa kêu gọi, thì người đó cũng biết rất rõ mình giảng phúc âm, mình phục vụ Chúa với động cơ nào. Mình biết, Chúa biết. Amen chị em.
Đó. Và Chúa Giêsu đã bước đi và Ngài chịu những đau đớn vì cớ động cơ đã thúc đẩy chức vụ của Ngài. Trong Ê-sai chương 53 câu 10 chép như thế này: Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ớn. Sau khi để dân mạng sống người làm tế chuộc tội, người đã thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Anh em thấy chưa? Đó. Ai cũng biết Chúa Giê-xu vì hoàn thành mục tiêu cứu rỗi mà Ngài đã bị đánh, bị đập, bị làm cho đau đớn. Thậm chí Ngài băng lòng để dâng mạng sống của mình làm tế lễ chuộc tội. Một dòng huyết của Ngài chảy ra đến thập tự giá để nói cho cả thế giới rằng Ngài yêu thế gian. Ngài muốn họ sống. Ngài muốn anh chị em, bạn và tôi được sống. Và dòng huyết đó vẫn còn nói ngày hôm nay anh chị em. Dòng huyết đó vẫn còn nói. Cho nên khi chúng ta suy ngẫm về điều này, thật sự chúng ta không thể kìm được cái cảm xúc trong tấm lòng khi nghĩ về tình yêu của Đấng đã bỏ mạng sống mình vì chúng ta. Hôm nay mình được lành lặn, mình được bình an, mình được vui mừng. Hôm nay mình kêu Chúa đáp lời. Hôm nay mình nói: Chúa ơi, Ngài tuyệt vời quá, chúng con tôn vinh Ngài. Chúng con đã biết Đức Chúa Trời, biết ý nghĩa đời sống mình được sống. Chúng ta nhảy múa vui mừng. Nhưng anh chị em, tôi khuyên anh chị em, đừng quên cái điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Vì có những sự vui mừng của chúng ta, bình an của chúng ta, mà con Đức Chúa Trời đã tổn thương, đau đớn và bị phó làm của tế lệ. Để chúng ta hôm nay có hy vọng trong Ngài, tôi muốn kêu gọi tất cả những anh chị em, dù tình cờ có thể nghe lại sau, hay là những ai đó đang trên mạng, nếu chưa biết Chúa Giê-xu, chưa biết được Ngài làm gì cho mình, hãy nghe hôm nay Chúa chết thay cho anh chị. Chúa muốn cứu rỗi linh hồn của anh chị. Hãy nói: Chúa Giê-xu ơi, bước vào lòng con. Anh chị em sẽ thấy sự sống. Chắc chắn sẽ có sự sống. Vì đó là sự thật của cả thế gian. Và rõ ràng anh chị em, như tôi nói đó, trong 3 năm rưỡi Chúa Giê-xu phải hoàn thành mục đích này. Vì Ngài biết rằng cuối của 3 năm rưỡi Ngài phải bước lên thập tự giá và Ngài phải hy sinh mạng sống của mình. Ngài biết chắc từ ban đầu rằng Đấng Christ phải chịu khổ, phải chịu chết. Đấng Christ phải lìa bỏ thế giới này. Ngài biết từ đầu. Cho nên trong 3 năm rưỡi này Ngài phải vạch một kế hoạch để khi Ngài về trời thì kế hoạch của Ngài vẫn phải hoàn thành. Anh chị em thấy chiến lược nó khó không? Rất khó. Rất khó. Và dĩ nhiên Ngài bắt đầu hành động. Và ở câu 38 Ngài đưa ra một chiến lược. Đúng không anh chị em? Câu 38: Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Đây là chiến lược của Chúa Giê-xu. Trong câu này không có nói gì đến Ngài cả. Chủ mùa gặt là Đức Chúa Trời. Ngài hãy điều hành. Khi Chúa Giê-xu đã làm xong sự chuộc tội thì Đức Chúa Trời Ngài điều hành. Ngài làm tất cả mọi điều sẵn sàng hết rồi. Bây giờ chiến lược cứu thế giới là sai con gặt đến trong mùa mình, gặt lấy linh hồn. Chiến lược của Chúa Giê-xu. Câu hỏi là con gặt là những ai? Phải không ạ? Con gặt là ai đấy? Có thể chúng ta ngồi đây chúng ta nói tôi là con gặt. Nhưng chắc vậy. Đúng không? Chắc vậy. Chúng ta phải hiểu thật sự Chúa muốn nói gì. Tiêu chuẩn nào? Con gặt đòi hỏi điều gì? Giống như tất cả chúng ta ngồi đây, đâu có phải ai cũng biết cầm liềm ra gặt lúa đâu. Phải không? Chúng ta có hai tay, hai chân, chúng ta có kiến thức, chúng ta có bằng cấp,
Nhưng mà tôi nói với anh chị em là không ai cũng có thể gặt lúa được đâu. Nó có kỹ thuật của nó, có đòi hỏi của nó, điều kiện của nó, để chúng ta trở thành những con gặt ở trong mùa của Chúa. Mùa đây là mùa cứu rỗi. 2000 năm nay, mùa cứu rỗi linh hồn vẫn đang chờ đợi những con gặt. Lúa vẫn chưa gặt xong, linh hồn vẫn chưa gặt xong. Đến thế kỷ 21 này vẫn còn những cánh đồng chưa gặt xong, vẫn còn đầy dẫy những cánh đồng có những linh hồn hư mất đang chờ đợi. Và Việt Nam chúng ta là một cánh đồng đang chuẩn bị gặt, anh chị em. Chúa đang gặt rồi, nhưng mà gặt chưa xong. Và Ngài cần những con gặt. Có thể đọc đến đây, anh chị em sẽ nghĩ, à, con gặt có thể là những người đầy dẫy thánh linh. Không ạ, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa đổ đầy thánh linh trên họ, họ ra đi, họ rao giảng và 3.000 người tin Chúa, 5.000 người tin Chúa, làm những dấu kỳ phép lạ này nọ. Có thể chúng ta nghĩ vậy. Những con gặt đó có thể như là Phi-rơ, như Phi-líp, như Ê-tiên, như Phao-lô. Không ạ? Là những người mà đã chờ lời cha hứa ban thánh linh trong Luca 24 và trong công vụ sứ đồ chương 2. Thánh linh đổ xuống trên họ trong 120 người. Phi-rơ đứng lên giảng một bài giảng và 3.000 người tiếp nhận Chúa đầu tiên ngày hôm đó và hội thánh được thành lập. Chúng ta nghĩ là con gặt là những người như vậy và chúng ta cố gắng tìm kiếm hình ảnh. Tôi nói không sai, nhưng không, đó không phải là tất cả lẽ thật. Nhìn bề ngoài thì vậy đó, nhưng mà sự thật không phải vậy hoàn toàn. Tôi muốn nói với anh chị em, con gặt đích thực là gì? Buổi sáng hôm nay, Chúa bắt tay vào thực hiện mục tiêu bằng cái chiến lược là đào tạo những con gặt. Và anh chị em xem nè, Ngài bắt đầu đào tạo. Và đào tạo con gặt là một quá trình để cuối cùng dẫn đến ngày lễ ngũ tuần. Anh em hiểu ý mà, không phải ai trong chúng ta lọt ra khỏi lòng mẹ là trở thành bác sĩ, kỹ sư, không ai hết á. Có một quá trình để trở thành người mà mình muốn, để muốn trở thành con gặt trong ngày lễ ngũ tuần như Phi-rơ, Phao-lô, Philip, Ê-tiên, thì cả một quá trình. Quá trình đã được kéo dài 3 năm rưỡi, và Chúa Giê-xu chúng ta đã thực hành chiến lược này từ những ngày đầu tiên. Từ những ngày đầu tiên trong chức vụ đó. Và Ngài muốn trước hết, Ngài muốn trước hết, Ngài đào tạo những con người này từ bên trong đào tạo ra. À, ý tôi muốn nói gì đây? Ngài trước hết muốn làm đầy dẫy trong lòng họ những giá trị thiên đàng. Ngài muốn thay đổi suy nghĩ của họ khỏi những giá trị thế gian để hướng về những giá trị trên trời. Ngài muốn họ bỏ những suy nghĩ cũ để đón nhận những suy nghĩ mới. Ngài muốn họ thay đổi những tư tưởng cũ bằng những tư tưởng mới. Ngài muốn lòng của họ trở thành một lòng mới, ý tưởng mới, một con người mới. Bằng gì? Bằng bài giảng trên núi. Tôi muốn anh chị em bắt đầu nghe trong Ma-thơ chương 5 từ câu 1 đến câu 10. Anh chị em chú ý nghe chỗ này nha, nó rất lý thú nè. Ma-thơ chương 5 từ câu 1 đến câu 10. À, chúng ta hãy xem, hãy lắng nghe. À, Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Amen. Anh chị em nghe chưa? Chúng ta để ý nè,
Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đệ đến gần. Ngài bắt đầu đào tạo con gặt. Giữa một đám dân đông, Ngài bắt đầu giảng. Ngài nói về những phước lành. Và Ngài muốn truyền đạt cho những người nghe ý là thế giới này đang rất thiếu thốn. Ta muốn có những con gặt để đi chúc phước cho thế giới này. Nhưng các con chỉ có thể chúc phước được cho thế giới này khi các con có thể nhận lãnh phước của thiên đàng. Mình có, mình mới cho được. Không có lấy gì cho. Đúng chứ? Tất cả những con người mà đoàn dân đông mà nghe Ngài dạy ngày hôm đó là những người cùng khốn thiếu thốn, những người có thể bị rủa xả, nghèo đói, bệnh tật, những người tan lạc, những người không có mục tiêu, không có mục đích. Nhưng Chúa Giêsu mở miệng ra nói: phước cho, phước cho, phước cho, phước cho. Phước cho ai? Những người khiêm nhường, những người than khóc, những người nhu mì, những người đói khát sự công chính, những người hay lòng thương xót, có lòng trong sạch, những người hòa thuận, những người nhịn nhục chịu đựng. Chúa Giêsu nói những người đó được phước, và chính những người được phước đó mới có thể chúc phước cho thế giới đang thiếu thốn này. Chúa Giêsu mở mắt họ và cho họ thấy rằng để trở thành một con gặt, họ phải biến đổi từ trong tấm lòng. Để trở thành một con gặt không phải bắt đầu từ cơ bắp, từ việc làm, nhưng để trở thành một con gặt, họ phải bắt đầu nghe lời của Đức Chúa Trời. Và những con người này, họ say mê những lời dạy của Chúa. Ngài dạy nhiều điều cho đến tận cuối chương 7, anh chị em để ý. Ngài dạy rất nhiều điều liên quan đến những giá trị bên trong. Chúa Giêsu muốn làm đầy dẫy lòng họ những giá trị thiên đàng ở bên trong. Suy nghĩ họ phải chuyển từ cái kiểu suy nghĩ thế gian sang kiểu suy nghĩ của thiên đàng. Tư tưởng họ từ tư tưởng thế gian phải thay đổi sang tư tưởng của thiên đàng. Trước họ sống phải trả thù, bây giờ họ phải tha thứ. Trước họ sống theo cái dạng là gian tham, gian dối, lừa lọc, bây giờ họ phải đối khắc sự công bình. Trước thì họ hùng hổ, ngang ngược, bây giờ họ phải nhu mì. Trước thì họ kiêu căng, vỗ ngực, xưng tên, bây giờ họ phải khiêm nhường, hạ mình, tìm kiếm. Đây là những giá trị mà một con gặt phải có từ bên trong. Anh chị em hiểu không ạ? Con gặt không phải là việc làm bên ngoài. Cái đó là phần sau, tao sẽ nói sau. Nhưng từ ban đầu, Đức Chúa đã nói cho họ rằng họ phải có những giá trị bên trong. Và tôi cho rằng sau bài giảng trên núi, tất cả những người ngồi đó hoàn toàn cảm thấy bất lực. Bất lực. Tại sao bất lực anh chị em biết không? Chúa ơi, làm sao mà con làm được những điều này? Làm sao mà con làm được những điều này? Nếu anh chị em đọc đến hết chương 7, anh chị em sẽ thấy Ngài còn giảng đến những chuyện như là phạm tội không phải bắt đầu bằng hành vi mà từ tư tưởng trong lòng. Nhìn một người phụ nữ mà ham muốn đã là phạm tội tà dâm rồi. Ông nghĩ những người nghe xung quanh, ô thế này tôi chết hết rồi. Đúng không? Này là cảm thấy tôi xong đời tôi rồi. Đúng chưa? Rồi Ngài giảng là việc bố thí, việc kiêng ăn, việc cầu nguyện phải kín nhiệm. Mà lòng khoe khoang kiêu ngạo phá hủy những giá trị của những việc đó. Ngài dạy rằng là gì? Đừng có lòng lo lắng, giá trị đời này sẽ làm ô uế tấm lòng. Những giá trị của đời đời trên trời thì làm cho lòng luôn tươi mới, thanh sạch, bình an và tin cậy. Rồi Ngài giảng về đừng phán xét người khác. Những giá trị đó khiến cho họ bừng tỉnh ra. Bừng tỉnh ra. Và cuối cùng, Chúa Giêsu kết luận một câu ở cuối chương 7. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn cất nhà mình trên vần đá. Tôi muốn anh chị em suy nghĩ về cái chuyện cất nhà. Đó. Xây nhà là một sự gì? Chuẩn bị. Không phải chuẩn bị.
Xây nhà là một gì đó chuẩn bị, một cái gì đó rất là bền chắc, một cái gì đó nói về sự bên trong, một cái gì đó là hậu phương, một cái gì đó là làm nền tảng. Chúa nói xây nhà. Những người nghe những lời Ngài dạy vừa rồi đó mà làm theo nó có được đó thì là những người thật sự xây nhà trên vần đá. Họ có một nền tảng chắc chắn bên trong, không sụp đổ nữa, không từ bỏ chức vụ nữa, không thối lui nữa, không sa ngã nữa, không nay thế này mai thế khác nữa. Anh chị em hiểu ý không ạ? Xây nhà trên vần đá. Và tôi nói với anh chị em, con gặt được đào tạo bắt đầu từ bên trong, không phải bên ngoài. Không phải bên ngoài. Sự đầy dẫy từ bên trong. Đầy dẫy bên trong. Galati chương 5 câu 22 chép rất rõ ràng về điều đó nha. Galati chương 5 câu 22 chép như thế này: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Anh chị em yêu quý hãy nghe tôi nói đây. Nếu anh chị em muốn trở thành con gặt của Đức Chúa Trời, anh chị em phải đầy dẫy trong lòng chính cái điều tôi vừa đọc. Đó là bước đầu tiên. Lòng anh chị em phải đầy tình yêu. Lòng anh chị em phải đầy sự vui mừng, đầy bình an, đầy nhịn nhục, đầy nhân từ, đầy hiền lành, đầy cái lòng trung tín, mềm mại và đời sống tiết độ. Tôi gọi này là sự đầy dẫy Thánh Linh bên trong. Ngày nay đó, khi mình học về đầy dẫy Thánh Linh đó, anh em tưởng rằng chỉ có một thôi. Nhưng mà anh em nghiên cứu Kinh Thánh đi, anh em sẽ thấy trong Kinh Thánh Tân Ước có hai từ đầy dẫy tiếng Hy Lạp. Đây là một chỗ cực kỳ thú vị trong Kinh Thánh mà không phải người nào cũng nhận ra. Hai từ. Dĩ nhiên ở đây không có màn hình, tôi chiếu hai từ đã cho anh chị em coi. Tôi có ghi chú trong quyển Kinh Thánh của tôi nè, để tôi đọc anh chị em nghe. Tôi cứ ghi chú trong quyển Kinh Thánh của tôi nha. Đây, trong Công vụ Sứ đồ chương 2 câu 4: hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Thì cái từ đầy dẫy này trong tiếng Hy Lạp là một từ khác. Một từ khác. Nó có nghĩa là gì? Đầy dẫy ở bên ngoài. Anh em hiểu không? Đầy dẫy ở bên ngoài. Cho nên nếu như mà dịch cái câu này cho nó đúng nguyên gốc cái từ để mình hiểu là mình phải dịch vậy nè: hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bên ngoài và khởi sự nói các tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đó là chính xác, đầy bên ngoài. Rồi Công vụ chương 4 câu 31: khi họ nhóm lại cầu nguyện với nhau và ai nấy đều được đầy dẫy Thánh Linh và nên đất rung động. Cũng một từ đó, ai nấy đều được đầy dẫy Thánh Linh từ bên ngoài. Nhiều lắm. Phần lớn từ đầy dẫy trong công vụ là đầy dẫy bên ngoài. Nhưng anh chị em cũng thường trích một câu Kinh Thánh cũng có từ đầy dẫy mà tôi nghĩ ai ở đây cũng thuộc lòng. Ê-phê-sô chương 5 câu 18 đúng không? Đừng say rượu vì rượu xui chớ luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi có ghi chú ở đây. Tôi cũng có ghi chú trong quyển Kinh Thánh của tôi ở đây. Và anh chị em, Đây tôi ghi chú đây. Đây nè. Nhưng tra trong tiếng Hy Lạp thì nó lại là một từ khác. Nó một từ khác. Cho nên đọc ở chỗ này phải đọc nè: đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh bên trong. Ừ, này nó khác. Anh em hiểu không ạ? Khác hoàn toàn. Cho nên nhiều người nói: bây giờ tôi đầy dẫy là đầy cái gì? Anh em thiếu chỗ nào hãy đầy chỗ đó, thì sẽ trở thành một con gặt. Đôi khi đó, chúng ta tìm kiếm sự đầy dẫy bên ngoài, tìm kiếm quyền năng chữa lành, dấu kỳ, phép lạ, làm tất cả mọi điều, và chúng ta nói bây giờ trở thành con gặt rồi. Nhưng bên trong anh chị em trống rỗng. Anh chị em thiếu tình yêu, thiếu nhịn nhục, thiếu nhân từ, thiếu hiền lành. Anh chị em ra và làm con gặt, anh em cãi lộn với người ta, đánh đấm với người ta, anh em tổn thương, cay đắng, giận hờn, nói tục chửi bậy. Thậm chí tôi thấy có người giảng tin lành tức quá nói tục luôn.
cãi nhau tức quá nổi tục luôn. Thế thôi xong rồi. Đó không phải con gạt, không phải con gạt. Anh chị em ơi, Chúa bắt đầu đào tạo con gạt của Ngài từ bên trong và Ngài làm đầy dẫy ra bên ngoài, từ bên trong. Cho nên ngay khi anh em đọc những giá trị của Chúa giảng trong chương 5, chương 6, chương 7, và nếu người thành thật với chính mình sẽ nói: Chúa ơi, hãy giúp con, hãy giúp con có những giá trị này, hãy giúp con có lòng nhu mì, hãy giúp con có lòng khiêm nhường, hãy giúp con Chúa ơi biến đổi con bên trong Chúa ơi, thì tôi gọi cái đó là sự tái sanh. Khi anh em tin Chúa Giêsu, anh em đầu phục cuộc đời với Chúa Giêsu, Chúa sẽ tái sanh anh em bởi lời và bởi Thánh Linh. Anh chị em ơi, Đức Thánh Linh sẽ đến ngự trong lòng của anh em. Anh em đừng có nghĩ là chỉ người nào mà ngủ tuần nói tiếng lạ mày có Thánh Linh. Không, những người tái sanh có Thánh Linh của Chúa ngự bên trong, và người đó có thể đầy dẫy Thánh Linh từ bên trong. Người đó sẽ có thể đầy yêu thương, đầy nhịn nhục, đầy nhân từ, đầy hiền lành, đầy trung tín, mềm mại tiết độ. Người đó có thể trở thành một người mà anh chị em nhìn vào cảm thấy yêu quý liền. Có người khác biệt, có người lá lùng, có người thánh sạch, có người đầy tình yêu của Đức Chúa Trời. Đó là một nửa phẩm chất của con gặt. Một nửa thôi. Nhưng mà có một số người bảo giờ tôi thành con gặt rồi, tôi đầy dẫy bên trong rồi mà, tôi thành con gặt rồi, tôi xong ra tôi đi giảng phúc âm, con quỷ nó hiện lên, sợ quá chạy luôn. Sợ quá. Giống ông Ma Hết Chắp Đào nói đó, có một lần cả hai người truyền đạo đầy ơn kia, tức là đầy ơn theo cái dạng là đầy dẫy bên trong. Rồi ông: mục sư ơi, đến giúp tôi. Có một người kia khi tôi vừa giảng phúc âm cho nó trộn phùng trộn mang mắt, nó đòi đánh chúng tôi. Nó nói những gì lạ lùng. Ông nói: được rồi, tôi sẽ chạy đến giúp anh. Ông vừa lái xe đến thì ông kêu: ngồi hai ông đang ở đâu rồi? Mục sư ơi, tôi đang trốn trong tủ này. Đó anh chị em. Và anh chị em biết không, khi mình được tái sanh, mình có Thánh Linh bên trong. Và căn cứ theo Ê-phê-sô chương 5 câu 18, anh chị em có thể kết nối thờ phượng với Chúa. Anh em có thể dùng ca vịnh, thơ thánh, dùng lời ngài. Và anh chị em càng đầy dẫy bên trong thì những phẩm chất nhịn nhục, nhân từ, yêu thương, bình an, vui mừng của Chúa Giêsu sẽ đầy dẫy trong lòng anh chị em. Đầy dẫy. Anh chị em sẽ kinh nghiệm Đức Thánh Linh. Anh em sẽ kinh nghiệm những dòng suối ngọt ngào của Đức Thánh Linh đến trên linh hồn anh chị em trong những giờ thờ phượng như thế. Anh em sẽ kinh nghiệm sự bình an trong cái thế giới bất an này. Anh em sẽ kinh nghiệm sự vui mừng trong khi xung quanh không có gì để vui mừng. Anh em đọc Hà-ba-cúc chương 3 chưa? Đọc chưa? À, thế chưa đọc thì đọc cùng tôi đi. Hà-ba-cúc đấy. Tôi nói anh chị em một người kinh nghiệm nó như thế nào. Kinh nghiệm sự bình an của Chúa, kinh nghiệm Thánh Linh của Đức Chúa Trời từ bên trong nó sẽ như thế nào. Hà-ba-cúc ha, chương 3. Đây tôi mở cho đọc cùng anh chị em. Lời của Chúa rất là thú vị, cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy những cái giá trị đó. Anh chị em, chương 3, tôi đọc anh em nghe nha. Câu 17. Đây. Vì dầu cây vả sẽ không còn nước lọc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng, và không có bầy bò ở trong chuồng nữa. Ở đây, nếu mà người không có Thánh Linh á, đọc đến đây thì sẽ thêm vào câu: thì tôi sẽ buồn rầu cho đến chết mất. Đúng không? Đây nè, nếu không có Thánh Linh thì mình đọc câu 17 nè. Nếu không còn bầy bò trong chuồng nữa, không có bầy chiên bị dứt khỏi ràng, không có ruộng nào sinh đồ ăn, cây olive không sinh sản, và không có trái trên cành cây, không cây vả nào ra lọc nữa, thì con sẽ buồn rầu đến chết. Đó là người không có Thánh Linh. Còn xem ông tiên tri có Thánh Linh bên trong nè. Ông nói nè: dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Amen.
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh tôi. Ngài sẽ làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến cho tôi đi trong cất nơi cao của mình. Đây là người đầy dẫy Thánh Linh bên trong. Anh chị em hiểu không ạ? Hãy phân biệt nha, có hai loại đầy dẫy. Đầy dẫy bên trong và đầy dẫy bên ngoài. Người đầy dẫy bên trong, nó có sức mạnh nội tâm để chống trả lại toàn bộ những hoàn cảnh xung quanh. Sức mạnh bên trong. Cái nơi không có vui mừng, anh em vẫn vui mừng. Cái nơi không có bình an, anh em vẫn có ngủ bình an. Cái nơi đầy hận thù, anh chị em vẫn có thể nói lời yêu thương. Cái nơi đầy sự cay đắng, anh chị em vẫn có thể nói lời an ủi và khiến cho người ta được an ủi. Đó là người có nội tâm bên trong. Người đầy dậy Thánh Linh bên trong. Anh chị em nhìn Chúa Giê-xu biết ạ. Không ai có thể chọc Ngài giận được hết. Không ai có thể khiến Ngài phạm tội bằng môi miệng được. Đến nỗi Chúa nói, các ngươi xem thử, có ai bắt lỗi ta được không? Phải không ạ? Ngài có một nội tâm rất mạnh mẽ đến mức độ trên thập tự giá, Ngài vẫn có thể nói lạy Cha, hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết điều họ đã làm. Đây thực sự là một người mạnh mẽ vô địch. Người giữ được tấm lòng mình, cai trị được tấm lòng mình là người mạnh hơn tất cả các quân thù. Đó anh chị em, đây là phẩm chất đầu tiên của con gà. Và có một câu kinh thánh nữa mà Chúa Giê-xu đã nói trước khi các môn đệ bước vào ở trong cái sự chờ đợi để được đầy dẫy bên ngoài. Đó là trong Giăng chương 20. Giăng chương 20 câu thứ nào đây? Câu thứ 21, 22, 23. Đó, xin mời anh chị em nghe cái đoạn kinh thánh này. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Amen. Anh em thấy ngạc nhiên khi đọc đoạn kinh thánh này không? Rất nhiều người ngạc nhiên bảo, các môn đồ nhận lãnh Thánh Linh rồi, là còn nhận cái gì nữa? Đúng không? Thấy nè, Chúa Giê-xu hà hơi trên họ, và nói rằng hãy nhận lãnh Thánh Linh. Nhận rồi. Cái ngày lễ ngũ tuần họ nhận gì nữa đấy? Và nếu chúng ta không hiểu về sự đầy dẫy bên trong, đầy dẫy bên ngoài, chúng ta sẽ bối rối về khúc kinh thánh này. Rất bối rối. Chả hiểu lý do làm sao. Và nhiều khi đọc một hồi bảo sao kinh thánh mâu thuẫn quá. Không hiểu. Không đâu anh chị em. Ngài hà hơi trên họ, nói họ nhận lãnh Thánh Linh, nói họ hãy trang đầy Thánh Linh bên trong. Và sau đó Chúa Giê-xu hỏi Phi-rơ, người yêu ta chăng? Người yêu ta chăng? Người yêu ta chăng? Ba lần. Và Phi-rơ nói lạy Chúa, con yêu Ngài. Lạy Chúa, con yêu Ngài. Lạy Chúa, con yêu Ngài. Lời đó được nói ra từ miệng của một người đã chối Ngài ba lần trước đó. Một điều gì đó đã thay đổi trong lòng các môn đồ. Khi các môn đồ được nhận lãnh sự hà hơi của Chúa Giê-xu và Ngài nói hãy nhận lãnh Thánh Linh, một điều gì đó bên trong của họ đã thay đổi. Bản chất bên trong của họ đã được thay đổi. Họ được đầy dẫy những phẩm chất của Đức Chúa Trời. Họ đầy lòng thương xót và sự vâng lời Chúa đến tuyệt đối, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình. Đây là chỗ hết sức thú vị anh chị. Hết sức thú vị. Và Chúa nói tiếp ở trong câu đó. Trong câu đó, Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Có gì đó đã giống giống con gặt chưa anh chị? Giống rồi.
Đến chỗ này thì Đức Chúa Giêsu đã gần như đào tạo xong con gặt rồi. Một nửa rồi. Một nửa phẩm chất của con gặt đã được hình thành trong 12 người đi theo Chúa, 11 người đi theo Chúa, bỏ ông Giuđa đi, Giuđa chết rồi. Sẽ chết. Đúng không ạ? Đã hình thành rồi. Và Chúa nói, cha ta sai ta thế nào, ta cũng sai người tại đây. Cho nên chị em, một người được Chúa sai đi phải đủ tiêu chuẩn. Tôi không tin rằng Chúa sai tất cả. Kế hoạch của Ngài là sai phái tất cả. Nhưng đồng thời, Chúa chỉ sai thực sự những con người đủ tiêu chuẩn. Đủ tiêu chuẩn. Bởi vì nếu không phải là con gặt đó, thay vì anh chị em đi gặt lúa, anh chị em gặt cái gì? Rất nguy hiểm. Thay vì đi gặt lúa, anh chị em đi gặt gì? Gặt danh lợi quyền tiền. Anh chị em gặt những lợi tức, gặt những lợi lộc, gặt những điều này điều nọ, và làm hổ ngươi danh của Đức Chúa Trời. Chúa chỉ sai những con gặt linh hồn thôi. Anh chị em ạ, đây là chỗ mà chúng ta cần. Vậy thì còn điều gì nữa đây mà chờ đợi? Nếu chúng ta đọc trong Luca chương 24, chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Trong Luca chương 24 câu 49, Chúa nói với các môn đồ một lần nữa, hãy đợi trong thành cho đến khi nhận điều cha đã hứa. Đấy là phải được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Anh em thấy không? Họ đầy dẫy trong lòng và bây giờ họ còn thiếu một điều gì? Đầy dẫy bên ngoài. Và sau ngày lễ ngũ tuần, sau ngày lễ ngũ tuần, thì 120 môn đồ của Chúa thật sự là những con gặt đúng tiêu chuẩn thiên đàng. Đúng tiêu chuẩn thiên đàng. Tóm lại buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em điều gì? Con gặt là những người đầy dẫy thánh linh bên trong và đầy dẫy thánh linh bên ngoài. Đó là con gặt. Đó là con gặt. Có thể cái này anh chị em nghe giảng lần đầu tiên. Có thể. Nhưng đừng ngạc nhiên. Điều này có trong Kinh Thánh. Anh em về tra đi. Tra những chỗ mà tôi vừa nói đó. Anh chị em biết cách tra trong tiếng Hy Lạp chưa? Nó có một cái phần mềm để anh chị em tra cái đó. Mọi từ nó đều dịch sang tiếng Anh, tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Anh chị em tra sẽ thấy. Và nó giải nghĩa cho anh chị em nghe. Đó. Vì vậy cho nên thật là thú vị khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và hiểu được rằng cả hai từ Hy Lạp đều mang nghĩa đầy dẫy. Đầy dẫy bên trong là một từ khác, đầy dẫy bên ngoài là một từ khác. Những từ đầy dẫy thánh linh mà chúng ta đọc thấy đó, nó cho chúng ta được cái sự hiểu biết nhất định để cho chúng ta thực sự hướng lòng mình về đâu để trở thành con gặt cho Chúa Giêsu trong thời kỳ cuối cùng này. Anh chị em ơi, hãy bắt đầu từ sự đầy dẫy thánh linh bên trong. Hãy bắt đầu xây dựng cho mình những bông trái của Đức Thánh Linh. Bông trái yêu thương, vui mừng, bình an, hiền lành, trung tín, mềm mại, nhịn nhục, tiết độ. Phải đầy dẫy lòng anh chị em. Tôi gọi đó là dầu của cây đèn. Tôi gọi đó là bình xăng của chiếc xe hơi. Anh em hiểu không ạ? Cái phẩm hạnh của chúng ta là dầu, là bình xăng. Sau đó anh chị em có thể sẽ nói, Chúa ơi, bây giờ Ngài hãy giáng trên con với quyền năng của Ngài, với những ơn nói lời tri thức, lời khôn ngôn, phân biệt các linh, nói tiên tri, nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, làm phép lạ, chữa lành và ơn tứ đức tin. Chín trái bên trong, chín trái bên ngoài, hãy trang sức cho con thưa Chúa. Tôi gọi đó là ngọn lửa trên cây đèn. Anh em hiểu không ạ? Ngọn lửa trên cây đèn. Ơn tứ là cái gì đó ai cũng thấy hết. Phất phơ cháy như thế này. Nhưng mà nếu dầu cạn thì nó làm sao anh chị em? Cháy một chút thôi là tàn liền. Và ngày hôm nay có rất nhiều anh em ân tứ, tìm kiếm ân tứ, tìm kiếm thế này, nhưng cháy có vài năm tàn mất tiêu à. Đúng không? Thậm chí cháy được vài ba tháng rồi lặn mất tâm, như tàu ngầm kilo luôn, không thấy đâu. Ngã mất. Vì sao? Thiếu dầu. Thiếu dầu. Dầu là phẩm hạnh để duy trì ân tứ bên ngoài của chúng ta hoạt động một cách chính xác.
Nếu lòng của anh chị em bị những cảm xúc chi phối, sự tham lam chi phối, sự tham dục chi phối, sự hận thù chi phối, anh em nói tiên tri không có chính xác đâu. Anh em nói bậy thôi. Ông nói bậy không? Chỉ không phải nói hơn nữa là quỷ nó còn dùng miệng anh chị em nè, để phán xét, để chỉ trích, để chà đạp người khác, còn bảo tôi nói tiên tri. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm anh em nhé. Cho nên tôi nói với anh em, tất cả chúng ta đến với Chúa phải được Chúa chữa lành từ bên trong lẫn bên ngoài. Chúa phải chữa lành. Cảm xúc anh em phải được chữa lành, hồn anh em phải được chữa lành, lý trí anh em phải được chữa lành, ý chí anh em phải được chữa lành, và anh em phải làm đầy trong lòng mình bông trái Đức Thánh Linh. Tôi gọi đó là sự đầy dẫy Thánh Linh bên trong. Mọi chức vụ bắt đầu từ đó. Nó không bắt đầu từ cái chỗ là nói tiếng lạ đâu. Không phải đâu. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng, ôi tôi nói tiếng lạ rồi, chức vụ tôi bắt đầu rồi. Chưa. Nói tiếng lạ làm cái gì mà bắt đầu chức vụ được. Nói tiếng lạ là một cái ơn thôi. Một cái ân tứ, một cái khả năng để chúng ta phục vụ. Nhưng duy trì được sự phục vụ, nó lại là phẩm hạnh bên trong tâm lòng. Phẩm hạnh bên trong tâm lòng. Cho nên thưa anh chị em, hãy sống cân bằng. Rất cân bằng. Đừng chạy theo điều này quá trớn, đừng chạy theo điều kia quá trớn. Ở một thái cực khác, có một số người chống đối ân tứ, đúng không anh chị em? Chống đối. Bảo làm gì cần, không cần nữa. Thời này rồi là có bệnh viện rồi, ok, không cần ơn chữa lành. Thời này có đầy sách vở rồi, không cần ơn tiên tri. Thời này là đủ các ngôn ngữ dịch ra rồi, không cần ơn tiếng lạ nữa. Lời tri thức khôn ngon thì đầy rồi, không cần khôn ngon tri thức gì. Người ta không hiểu những điều siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Để giúp đỡ, để chữa lành, để khai sáng, để mặc khải cho con người hiểu biết Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, nếu mình đầy dẫy trong lòng mà mình thiếu ân tứ, tức là thiếu sự đầy dẫy bên ngoài, thì anh chị em chỉ trở thành cái người thực hành một vài cái nghi lễ thôi, không giúp đỡ được nhiều người, không thể nào hủy phá vương quốc của Satan được. Chúng ta trở thành một người đạo đức, rất đạo đức, nhưng mà khả năng thì rất là hạn chế. Rất hạn chế. Đó là ở một thái cực khác. Ngày hôm nay nhiều anh chị em, đúng không, chống lại ân tứ, chống lại quyền năng, chống lại bắp tem Thánh Linh, chống lại sự giáng đổ Đức Thánh Linh trên các tín đồ. Tại vì sao họ chống? Vì họ thấy rằng những cái điều này không cần thiết. Tại sao họ thấy là không cần thiết? Bởi vì họ thấy rằng không có những điều này thì họ vẫn lập được hội thánh, họ vẫn có tiền dân hiến, họ vẫn có đầy đủ mọi sự, họ vẫn được phong này, phong nọ, phong cái kia, đủ rồi. Tự nhiên đưa mấy ông tiếng lạ vô làm chi cho nó lộn xộn, phải không ạ? Nhiều khi chúng ta vì những lợi lộc đời này, vì những danh vọng đời này, vì những chức danh đời này, vì tiếng nói của con người, vì cái ghế của mình, chúng ta đã chống lại ơn của Chúa mà không biết. Tôi nói với tất cả anh chị em nghe tôi ngày hôm nay nè, chúng ta cần phải sống vì lợi ích của vương quốc Đức Chúa Trời. Cái gì có lợi cho vương quốc Đức Chúa Trời, anh chị em hãy tiến tới cho tôi, amen. Cái gì có lợi cho Ngài, hãy làm. Đừng sợ mất một cái gì cả. Đừng sợ. Ngày hôm nay nhiều người sợ lắm. Hơn tí sợ, sợ đủ thứ hết. À, sợ nào là tẩy chay, rồi sợ dứt phép, rồi sợ này nó sợ gì. Quan trọng là Chúa có dứt phép mình không. Đúng anh chị em? Cho nên tóm lại tôi nói anh chị em về một thái cực khác. Những anh chị em khát khao ân tứ, hãy tiếp tục khát khao. Những anh chị em tìm kiếm ân tứ, hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi đầy dẫy thì thôi. Được chưa? Tôi rất thích Kinh Thánh ở cái chỗ là Kinh Thánh dùng cái từ đầy dẫy. Đầy dẫy. Tôi thích cái từ đó. Tại sao biết không? Tại vì như thế này nè. Một người có tiền và một người có rất nhiều tiền là khác nhau. Anh em công nhận không? Khác chứ. Có tiền thì ai cũng có đó. Năm hào cũng là tiền. 1,000 trong túi cũng là tiền. Nhưng mà người có nhiều tiền á, thì khả năng của họ cao hơn. Họ làm được nhiều việc khác thường hơn. Họ đầu tư xây dựng những điều tốt hơn.
cuộc sống của họ khác hơn. Cho nên tôi nói với anh em, cái người có Thánh Linh và cái người đầy dẫy Thánh Linh là khác nhau. Đúng không anh em? Đó là sự thật. Cho nên tôi nói anh em hãy tìm kiếm cho được đầy dẫy. Anh em có yêu thương rồi, tốt, nhưng mà phải đầy dẫy yêu thương. Anh em có nhịn nhục rồi, tốt, nhưng mà phải đầy dẫy nhịn nhục. Amen. Anh em có bình an, tốt luôn, nhưng mà phải đầy dẫy sự bình an. Thì anh em sẽ bình an trong mọi hoàn cảnh. Còn cái người mà không đầy dẫy bình an á, chỉ bình an khi nào mọi thứ thuận lợi thôi. Còn khi bất lợi một tí là sao? La liền, la làng, la xóm liền. Ở chiều ngược lại, anh em có ân tứ tốt, nói tiên tri, nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, nói lời tri thức tốt thôi. Nhưng mà cái người đầy dẫy thì nó lại khác. Người đầy dẫy là không phải chỉ cho mình, mà còn phục vụ người khác, tuôn đổ ra cho người khác. Phục vụ 24/7 được, lúc nào cũng có thể hoạt động được. Đó là người đầy dẫy các ân tứ. Tôi khích lại tất cả anh chị em và những anh chị em trên mạng, hãy dư dật các ơn của Đức Chúa Trời để phục vụ hội thánh của Chúa. Dư dật, đừng bao giờ giới hạn mình. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tóm lại anh chị em, tóm lại, trước khi mình cầu nguyện, tôi muốn anh chị em nè, hãy nhớ nội dung mà tôi muốn truyền đạt cho anh chị em hôm nay. Đúng ngắn gọn thôi, không có dài dòng. Con gặt của Đức Chúa Trời là những người đầy dẫy Thánh Linh bên trong lẫn bên ngoài. Rồi, nhắc lại giùm tôi cái. Amen. Đấy, lẽ thật là chỗ đó thôi. Lẽ thật là chỗ đó thôi, chứ không có gì hết trơn anh em. Con gặt của Chúa là người đầy dẫy Thánh Linh bên trong lẫn bên ngoài. Đầy dẫy Thánh Linh bên trong là người dư dập chín bông trái Thánh Linh. Người đầy dẫy Thánh Linh bên ngoài là người vận hành một cách trâu chuốt chín ân tứ được Thánh Linh. Ok chưa? Vậy thôi chứ có gì đâu. Và anh em trở thành con gặt chuyên nghiệp của Đức Chúa Trời. Anh em đi tới đâu, người ta sẽ đến với Chúa Giêsu tới đó. Anh em mở hội thánh chỗ nào, người ta sẽ kéo đến đó, đến nỗi không còn chỗ ngồi giống hội thánh nhà muôn dân này nè. Ok anh chị, đúng không? Vậy thôi chứ gì đâu. Tôi thấy sao mà có nhiều người quá là chật vật để xây dựng hội thánh. Chật vật lắm. Mà không chịu nghe tôi khuyên. Tôi thật sự tôi khuyên anh chị em, muốn xây dựng hội thánh á, dễ lắm. Đừng dùng thủ thuật gì hết trơn á. Hãy đầy dẫy bên trong lẫn bên ngoài, người ta sẽ chạy đến. Thế thôi, rất đơn giản. Nhiều người cứ lần quằn qua không biết. Ôi giúp tôi với chứ sao mà tôi được 5 con chiên thì 3 con nó bỏ chạy còn cả 2. Cố gắng kiếm thêm 7 thì bây giờ nó đi 5 còn 2. Lúc nào cũng 2 không thế này thì làm sao? Anh em ơi, đây là thời đại đừng có đi câu mà đi đánh lưới. Nó lùa một phát là vô hết, tất cả mọi thứ vô thiên đàng hết. Cho nên phải đầy dẫy bên trong lẫn bên ngoài. Amen chứ em. Đầy dẫy bên trong lẫn bên ngoài. Đó, bí quyết. Bí quyết. Đấy. Không phải nói để khoe mình, nhưng nói để khích lệ anh chị em. Ví dụ như tôi đi, Chúa dùng tôi để xây dựng hội thánh nhà muôn dân, đúng không ạ? Cả tuần tôi cứ trốn trên núi chứ tôi có gặp ai đâu. Không gặp ai hết trơn á. Nhưng mà chủ nhật thì anh em cứ đến đông đủ luôn á bé. Tại sao anh em đến? Không phải vì tôi mà vì Chúa vận hành ở đây. Vì sự đầy dẫy bên trong lẫn bên ngoài khiến cho anh em được ơn của Chúa. Cái gì mình có mình mới tuôn ra được. Cái gì mình đầy dẫy mình mới có thể giúp người khác được. Còn nếu mình yếu kém quá, thiếu thốn quá, không bao giờ có thể nào tuôn đổ cho người khác được. Anh chị em ơi, những ai khao khát phục vụ Chúa, trở thành con gặt cho Chúa, tôi nhắc lại bài giảng, cứ phải tiếp tục đầy dẫy bên trong lẫn bên ngoài. Amen. Cảm ơn Ngài nào. Mời anh chị em chúng ta cùng đến cầu nguyện. Cảm ơn Ngài. Rồi, bây giờ chúng ta lại cứ bắt đầu như bài giảng thôi anh chị em ha. Anh chị em nào thấy mình chưa đầy dẫy bên trong, hãy cầu nguyện. Chúa ơi, con thật sự cần Ngài. Con thấy con thiếu tình yêu thương, hãy cho con tình yêu. Con thiếu sự nhịn nhục, hãy cho con sự nhịn nhục. Con thiếu sự nhân từ, hãy cho con sự nhân từ. Con thiếu lòng thương xót, hãy cho con sự thương xót. Tôi muốn nói tất cả anh chị em là những người bắt đầu đầy dẫy bông trái của Đức Thánh Linh. Đây là dầu của ngọn đèn anh chị em. Đây là bình xăng trong động cơ của anh chị em. Anh chị em thiếu nó, anh chị em không đi xa được đâu. Thiếu
Xăng xe anh em không chạy xa được, chức vụ anh em không thể chạy xa được, mục tiêu của cuộc đời anh chị em cũng không thể hoàn thành được. Cho nên phải có nó. Nào, mỗi một chúng ta hãy cầu nguyện nha. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, chúng con thành thật để nhìn nhận sự yếu kém của chúng con. Chúng con phải thành thật nhìn nhận trước mặt Chúa rằng chúng con chưa yêu thương đủ như Ngài muốn, chưa nhịn nhục đủ như Ngài muốn, chưa nhân từ thương xót đủ như Ngài muốn. Lạy Chúa, ngay giờ này con xin Ngài đến thăm viếng tấm lòng của con. Anh em hãy cầu nguyện nào. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh Ngài đến bây giờ. Ngài đến trên tầng anh chị em bây giờ. Ai là người thành thật khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa để nói rằng Chúa ơi con cần Ngài, thì Ngài đến thăm viếng anh em. Ngài chạm anh em và lòng anh em sẽ được biến đổi giống như Ngài. Từ vinh quang đến vinh quang, từ phép lạ đến phép lạ. Lòng anh em sẽ tràn ngập những phẩm hạnh của Chúa Giêsu ngay bây giờ. Lạy Chúa, con cầu nguyện hãy thăm viếng dân sự của Ngài. Thăm viếng dân sự của Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện Ngài thăm viếng dân sự của Ngài, từng người một đang có mặt ở nơi đây. Cha ơi, thật sự chúng con cần Ngài. Chúng con cần tấm lòng của Ngài. Chúng con cần phẩm hạnh của Ngài. Chúng con cần bông trái của Ngài. Chúng con cần, lạy Chúa, hãy đến và thăm viếng dân sự của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đen chèm. Tiếp tục đi. Chúa Thánh Linh cho tôi biết ở trong tấm lòng này rằng rất nhiều anh chị em vẫn đang sống với những phẩm hạnh mà Chúa không muốn thấy. Ở nơi đây, có mặt tại hội trường này, anh em vẫn còn cãi vã, vẫn còn tức giận, vẫn còn cay đắng, vẫn còn buồn rầu. Anh em vẫn còn nhiều điều. Và Chúa muốn anh chị em hãy ăn năn. Chúa kêu gọi anh chị em hãy ăn năn những phẩm chất, những lời nói, những tư tưởng đó để Đức Thánh Linh thăm viếng anh chị em giờ này một cách thành thật. Anh chị em có muốn trở thành con gặt của Chúa không? Hãy ăn năn. Hãy nói với Chúa, Chúa ơi, con thật xấu hổ vì nghĩ thấy mình không xứng đáng để làm môn đồ của Ngài, không xứng đáng để nhận tình yêu. Nhưng Chúa ơi, hôm nay xin Ngài tha thứ và đổ đầy làm mới tấm lòng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây, tôi thấy Chúa bắt đầu vận hành. Chúa bắt đầu vận hành, Chúa bắt đầu vận hành, Chúa bắt đầu vận hành. Những ai đang cãi vã, hãy ăn năn. Những ai đang có sự xích mích, hãy ăn năn. Những ai đang có sự xung đột, hãy ăn năn. Những ai đang cầm giữ sự vấp phạm trong lòng, hãy ăn năn. Những ai đang cảm thấy có cái sự cay đắng bên trong, hãy ăn năn. Những ai đang cảm thấy mình sống cứ lo lắng về những việc không đâu, hãy ăn năn. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, toàn bộ những thứ đang cầm buộc tấm lòng của anh chị em, linh bất an, lo lắng, cay đắng, không yêu thương, tôi trói buộc trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi quyền lực của Satan đang hành động trên tấm lòng anh chị em, ta trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rồi đây, tất cả những sự lo âu, bất an, nổi loạn, ta bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rồi đây, rồi đây, rồi đây, rồi đây. Có những tấm lòng xích mích với những thành viên trong gia đình mình ở đây, hãy ăn năn để Chúa giải cứu anh chị em giờ này. Tôi nói rằng Chúa sẽ giải cứu anh chị em giờ này bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Hỡi Satan, hãy nghe ta nói đây. Ta trói buộc mày. Ta trói buộc mày. Ta trói buộc mày, linh cay đắng, ta trói buộc mày. Ta linh cay đắng, ta trói buộc mày. Ta linh buồn phiền, ta trói buộc mày. Ta linh giận dữ, ta trói buộc mày. Trong danh Chúa Giêsu, hãy rời khỏi đám đông này. Rời khỏi những thân xác mày đang có mặt ở nơi đó. Rời khỏi những tấm lòng mày đang có mặt ở nơi đó. Rời khỏi những tư tưởng, những tâm trí của họ. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi kêu danh của Chúa trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu đấng giải cứu trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên những tấm lòng đang có mặt ở nơi đây, đang gặp vấn đề về những phẩm hạnh bên trong. Anh em muốn bình an không bình an được. Anh em muốn yêu thương không yêu thương được. Anh em muốn tha thứ không tha thứ được. Anh em muốn sống bình an mà không bao giờ được, vui mừng không bao giờ được. Tôi nói với anh em rằng hôm nay anh em phải được tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tôi kêu sự tự do trên anh em giờ này, trên từng người nam người nữ giờ này. Tôi kêu sự tự do trên từng người nam người nữ giờ này. Cầu nguyện đi anh em. Tôi nói rằng có rất nhiều tật bệnh trên cơ thể anh chị em, nó ra từ những phẩm hạnh sai tật bên trong tấm lòng.
bên trong tinh thần của anh chị em đó. Anh em hãy thành thật với và nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn giải phóng ngày hôm nay, con muốn được tự do ngày hôm nay, con muốn được Chúa chữa lành ngày hôm nay. Chúa ơi, giúp con, giúp con, giúp con, giúp con. Cầu nguyện đi anh chị em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Ai cay đắng chồng mình, ai cay đắng vợ mình, ai cay đắng cha mẹ mình, ai buồn phiền con cái của mình, hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy ăn năn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta trói buộc mày giờ này Satan, ta trói buộc mày giờ này Satan, ta trói buộc mày giờ này Satan. Come out, những độc tố của mày đi ra, những độc tố của mày đi ra, những linh cay đắng đi ra, những linh giận hờn đi ra, những tà linh lo âu đi ra, những linh bất an đi ra, những linh ô uế đi ra, tất cả mọi tà linh đó đi ra, ra, ra khỏi họ giờ này. Tiếp tục lên chèm, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, trong danh Giêsu quyền năng. Come out, toàn bộ quyền lực này rời đi, rời, rời, rời. Tất cả những tà linh nổi loạn, phán xét, nói hành, nói xấu, tao bẻ gãy mày, bẻ gãy mày, bẻ gãy mày. Những tà linh hành động trong mắt, trong miệng, trong tai, trong tâm trí, trong tư tưởng, ta trói mày Satan, ta trói mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta trói mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta bảo mày ra khỏi những người này, đi ra khỏi những người này, đi ra khỏi những người này, đi ra khỏi những người này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên chèm, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tôi kêu thần của Đức Chúa Trời ở nơi này, tôi kêu linh của Đức Chúa Trời ở nơi này, tôi kêu danh của Chúa Giêsu ở nơi này. Toàn bộ những tấm lòng được tẩy sạch giờ này, 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 tẩy sạch giờ này. Come out, come out, mọi độc tố của mày hãy đi ra, lòng cay đắng hãy được bình an, mọi linh cay đắng hãy rời đi, mọi linh cay đắng hãy rời đi. Tôi nói với anh chị em đến đây để được chữa bệnh, anh em đến đây để được giải cứu khỏi ma quỷ, đây là cơ hội cho anh chị em. 80% bệnh tật nó ra từ những trạng thái tấm lòng không đúng đắn của anh chị em. Tấm lòng không đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời khiến cho thân thể anh em bệnh tật. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu, anh em hãy xưng nó ra. Ai còn giận dữ hãy xưng ra, ai còn phán xét hãy xưng ra, ai còn nói hành hãy xưng ra, ai còn cho những điều đó hãy xưng ra. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu hãy được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Tôi kêu danh Chúa Giêsu trên chém giờ này. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh. Cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh. Hãy nói rằng Satan, linh cay đắng hãy ra khỏi ta, linh không tha thứ hãy ra khỏi ta, linh giận hờn hãy ra khỏi ta, linh bất an hãy ra khỏi ta, linh lo lắng hãy ra khỏi ta, những linh nổi loạn hãy ra khỏi ta, những linh xung đột trong gia đình hãy ra khỏi ta. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi, đi đi, trong danh Chúa Giêsu. Come out, come out, 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 out. Mọi độc tố của mày rời đi, rời, 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 rời. Tôi thấy có đấy, một số người ở đây ma quỷ biểu lộ, hãy nôn hết ra, nôn hết ra, nôn hết ra. Toàn bộ cay đắng lo lắng đi ra, cay đắng đi ra, không tha thứ đi ra, giận hờn đi ra. Ôi, những gì đau khổ đi ra, những gì yếu kém đi ra, những gì không phải từ ơn của thánh linh đi ra, những sự bộc phát nóng giận không kiểm soát đi ra, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Come out, come out, come out, come out, come out, come out, out. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Oh, hallelujah. Tiếp tục đi chị em, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đây là cơ hội để tẩy sạch bên trong anh chị em, tẩy sạch bên trong. Tôi kêu huyết Chúa Giêsu phủ lên, phủ lên, phủ lên, phủ lên. Huyết Chúa Giêsu, hỡi Satan, ta ra lệnh cho mày rời khỏi họ giờ này. Ta lên cay đắng hay đi đi, ta lên hận thù hay đi đi, ta lên thất bại hay đi đi, ta lên có sự bất mãn hay đi đi, ta lên có sự nóng giận hay đi đi. Come out, rời đi. Rơi, 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 rơi.
của Satan tôi bẻ gãy bây giờ này, bẻ gãy bây giờ này, bẻ gãy bây giờ này, bẻ gãy bây giờ này. Hỡi Satan đi ra, hỡi Satan rơi khỏi dân sự của ta, rơi khỏi dân sự của ta, rơi khỏi dân sự của ta. Hỡi các linh hồn rơi khỏi dân sự của ta, linh hồn rơi khỏi dân sự của ta. Hỡi tà linh hồn rơi khỏi dân sự của ta. Ta trói buộc mày giờ này, 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 trói buộc mày giờ này. Hello. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rồi đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi muốn cả hội chúng hãy cầu nguyện. Đừng một người nào mà không cầu nguyện. Đây là cuộc chiến với Satan. Những gì đồn trú trong lòng anh chị em, những gì cản trở anh em đầy dậy thánh linh, đó là những tính cách không phải thuộc về Chúa. Hãy tống cổ nó đi, đuổi nó đi. Anh em bị cảm xúc dẫn dụ phải không? Đuổi nó đi. Những tư tưởng anh em bất nhất phải không? Đuổi nó đi. Tất cả những thứ gì không đến từ Chúa, đuổi nó đi. Phải tống cổ nó đi. Anh em bị thất bại, bị giận hờn, đuổi nó đi. Anh em bị xung đột, bị đổ vỡ, đuổi nó đi. Anh em bị cay đắng, bị tất cả những điều đó, đuổi nó đi. Anh em hãy nói hành, nói xấu, phán xét người khác, đuổi nó đi. Come out. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, rời đi, rời đi, rời đi, rời. Thân của Đức Chúa Trời ở nơi này, tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên chém, danh của Chúa trên chém. Satan, ta bảo mày rời khỏi người của ta giờ này. Ta ra lệnh cho linh ô ấy, mày phải rời khỏi người của ta giờ này. Những ai đang buồn nôn hãy nôn ra. Những ai buồn nôn hãy nôn ra, nôn ra. Tất cả những cục tức, những tức giận, những cay đắng bên trong hãy rời đi. Oh, rời đi. Trong danh Giêsu, những anh em trên live stream hãy cầu nguyện với tôi giờ này. Cầu nguyện giờ này. Tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch. Tẩy sạch bên trong. 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 Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Come out. Satan out. Satan ra đi. Rơi. Rơi. Satan rơi. Come out. Tất cả linh hồn ấy hãy đi ra. Linh hồn ấy đi ra. Linh nóng giận đi ra. Linh thất bại đi ra. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Rời đi. Rời đi. Rời. 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 Hallelujah. Lửa thánh linh giờ này. Lửa thánh linh giờ này. Lửa thánh linh trên chém giờ này. Lửa. Holy Ghost fire. Lửa. 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 Trong danh Giêsu. Hallelujah. Danh của Chúa Giêsu. Danh của Chúa Giêsu. Giải phóng anh chém giờ này. Come out. Những gì cay đắng, những gì giận hờn, những gì phán xét, những gì lo nghịch, những gì bất an, ta ra lệnh mọi tà linh đó phải rời đi. Rời đi. Rời đi. Rời đi. Rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, ra đi. Mọi độc tố của mày Satan, mọi độc tố của mày, ta bảo mày rơi khỏi người của ta giờ này. Satan rơi khỏi người của ta giờ này. Mày ra khỏi người của ta giờ này. Ra bằng đường miệng, ra bằng đường hơi thở, ra bằng đường nước mắt, ra bằng mọi đường. Ra đi. Come out và cấm quay trở lại giờ này. Cấm tụi bay quay trở lại giờ này. Trong danh Giêsu quyền năng. Trong danh Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. 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 Chưa hết đâu anh em. Tôi thấy quá trình tẩy sạch
tiếp tục bắt đầu, vẫn tiếp tục. Quá trình tẩy sạch từ bên trong này nó đòi hỏi sự thành thật và cộng tác của anh chị em. Anh chị em hãy suy nghĩ đi, có thể trong quá khứ anh chị em đã từng mở cửa cho điều gì? Sự nóng giận chăng? Sự cay đắng chăng? Sự ruồng bỏ chăng? Sự cô đơn chăng? Tất cả những điều đó ngày hôm nay anh chị em cần phải thanh tẩy nó, vì nó cản trở anh chị em đầy dậy thánh linh bên trong. Nó cản trở những bông trái thánh linh mọc trong lòng anh chị em. Nó cản trở, nó không cho những bông trái đó phát triển. Kinh Thánh gọi đó là những chà chơm gai gốc, những đá sỏi bên trong. Nó làm cho cây sự sống của Chúa không thể kết quả được. Anh em hãy thành thật nghe tôi nói đây. Hãy tẩy sạch tấm lòng mình buổi sáng hôm nay. Hãy nói với Chúa rằng ta không chấp nhận bất cứ một con quỷ nào, dù đó là cay đắng hay sự không tha thứ, lo lắng, bất an, hận thù hay bất cứ điều gì mà không phù hợp. Ta ra lệnh cho ra khỏi tấm lòng ta giờ này. Đi ra khỏi tấm lòng ta giờ này. Đi ra khỏi tấm lòng ta giờ này. Đi ra, Satan. Đi ra. Come out. 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 Come out. Satan, go đây. Go đây. Rời đi. Rời đi. Tiếp tục đi. Thân của Đức Chúa Trời, thân của Đức Chúa Trời giải phóng nó giờ này. Come out. Out. Satan, rời đi. Tiếp tục bẻ gãy quyền lực của nó. Bẻ gãy quyền lực. Bẻ gãy quyền lực. Bẻ gãy quyền lực. Bẻ gãy quyền lực. Come out. Come out. Rời đi. Satan, tất cả những xiềng xích của mày bị rời bỏ đi. Ta bẻ gãy quyền lực của mày giờ này. Bẻ gãy toàn bộ tà linh ô uế của mày giờ này. Mày ra khỏi dân sự của ta giờ này. Anh em ơi, hãy cộng tác với tôi, 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 cộng tác với tôi. Trong danh Chúa Giêsu. Come out. Come out. Come out. Satan. Satan đi đi. Satan đi đi. Đi đi. Come out. Tiếp tục cầu nguyện, đừng để ý, đừng để ý. Tiếp tục cầu nguyện cho chính mình, đừng để ý gì cả. Tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Nằm dưới, nằm dưới đây, 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 đây. Trong danh Chúa Giêsu, hãy ra khỏi họ giờ đây. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Trong danh Chúa Giêsu, hãy được tự do. Come out. Rời đi, rời đi, rời. Satan, toàn bộ linh ô uế của mày hãy rời đi. Toàn bộ linh ô uế của mày hãy rời đi. Ra khỏi người của ta giờ này. 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 Come out. Come out. Come out. Tiếp tục lên em. Tiếp tục thông bộ tà linh cay đắng giận hơn, bất an lâu, những linh ruồng bỏ, thất vọng thất bại, hãy rời đi, rời, rời, ra khỏi người của ta, ra khỏi người của ta, ra khỏi người của ta. Satan và các quỷ sứ của mày, Satan và các quỷ sứ của mày, hãy rời đi, rời đi. Rời đi, rời đi, rời. Come out. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây. Đây là lúc mà Chúa Thánh Linh sẽ tẩy sạch chúng ta. Tôi nói đời sống chúng ta sẽ không bao giờ có thể tăng trưởng nếu bên trong chúng ta chưa được tẩy sạch. Đây là cơ hội để tất cả anh chị em, ông bà anh chị em mình phải cầu nguyện với Chúa giờ này và nói một cách thành thật rằng con muốn được tăng trưởng với Ngài, con muốn được đầy dậy Thánh Linh bên trong, con muốn những bông trái Thánh Linh bên trong. Toàn bộ những sự gì từ Satan, mày phải rời khỏi đời sống của ta giờ này. Rời đi giờ này. Rời đi giờ này.
cầu nguyện chị em. Mỗi một người chúng ta hãy cầu nguyện nào. Đừng để ý đến người thanh niên này, kệ. Chúa sẽ giải phóng anh ấy. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho chính mình. Trong danh Giê-xu, linh cay đắng hay rời đi, linh buồn giận hay rời đi, linh thất bại hay rời đi, cô đơn hay rời đi, tất cả những tà linh đi đi. Come out. Alleluia. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị em. Tiếp tục. Hãy được tự do. Tất cả chúng ta hãy được tự do. Toàn bộ chúng ta phải được tự do. Từng ông bà anh chị em phải được tự do. Tất cả chúng ta phải được tự do. Buổi sáng hôm nay, tất cả người nam người nữ ở đây phải được tự do. Tâm lòng anh em phải được tự do. Oh, hallelujah. 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 Rất là quan trọng nha anh chị em. Tôi muốn nói với tất cả anh chị em đang có mặt ở nơi này. Nền tảng đời sống chúng ta được bắt đầu từ sự tẩy sạch bên trong. Đó là nền tảng. Không ai trong chúng ta là không phải trải qua quá trình này. Tất cả chúng ta được sinh ra trong tội lỗi. Và mẹ tôi hồi thai tôi trong tội lỗi, sinh tôi ra trong gian ác. Tất cả chúng ta đều phải được tẩy sạch. Nếu chúng ta thành thật với chính mình thì hôm nay ma quỷ phải rời khỏi đời sống anh chị em. Chúa không bao giờ cho phép anh chị em được phép oán hận một người nào, được phép cay đắng một người nào, được phép thù hận một bất cứ một người nào. Chúa không hài lòng để anh em sống trong sự lo lắng bất an, cô đơn, thất vọng hay là bất cứ điều gì khác. Nếu đời sống anh chị em còn có những sự đó thì tôi nói cho anh chị em một tin buồn, tà linh vẫn có chỗ trong đời sống anh chị em. Anh chị em phải đẩy nó đi. Và Kinh Thánh chép: ai tin ta, nhân danh ta mà trừ quỷ. Toàn bộ những tà linh đó phải rơi khỏi ông bà anh chị em hôm nay. Amen. Và người ta thống kê đó, trên 80% bệnh tật trên thân thể nó ra từ cái sai trật trong tâm thần của anh chị em, trong tâm lòng. Anh chị em cay đắng quá bị bệnh, oán hận quá bị bệnh, lo lắng quá bị bệnh, sợ hãi quá bị bệnh. Nó bệnh từ đó rồi. Cho nên tôi nói chúng ta phải được thanh tẩy, thành thật để thanh tẩy. Còn sao? Người anh em này hôm nay chắc chắn là được tự do. Tất cả những sự đè nén bên trong đời sống người thanh niên này hôm nay được giải phóng. Cảm ơn Ngài. Chúa là đấng giải phóng em ấy, để em ấy bắt đầu có cuộc sống thánh sạch bên trong. Có điều gì đó Đức Chúa Trời muốn làm, chỉ có Ngài biết thôi. Ngài biết rõ mỗi một chúng ta. Amen. Ngài biết rõ. Và thần Ngài vận hành, thần Ngài hành động để chúng ta được tự do. Và mọi con quỷ không bao giờ có quyền. Mọi con quỷ không bao giờ có quyền. Không bao giờ nó có quyền trên đời sống của mỗi một người nào hết á. Alleluia. Cho nên chị em, một lần nữa tôi muốn tất cả anh chị em mình hãy bắt đầu thưa với Chúa. Tôi gọi đây là lời cầu nguyện cam kết với Chúa. Và Đức Thánh Linh sẽ thăm viếng mỗi một chúng ta giờ này. Amen. Cam kết nha. Lạy Chúa, con đến trước mặt Ngài. Con cam kết tấm lòng con cho Ngài. Hôm nay con quyết định sống yêu thương. Con quyết định sống vui mừng. Con quyết định sống bình an. Con quyết định sống trong sự nhân từ. Con quyết định sống trong sự nhu mì. Con sống trong sự mềm mại. Con sống trong sự trung tín. Và con sẽ sống trong một đời sống tiết độ với Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy gia tăng điều này trong con. Gia tăng điều này trong con. Đầy dẫy những điều này trong con. Con quyết định không bao giờ chứa chấp.
không bao giờ chưa chết. Bất cứ một sự cay đắng nào, bất cứ một sự cay, bất cứ một sự hận thù nào, bất cứ một sự, bất cứ một sự buồn khổ nào, bất cứ một sự, bất cứ một sự lo âu nào, bất cứ một sự lo âu, và nhiều điều khác nữa, và nhiều điều khác, nó không có chỗ trong lòng con, không có chỗ trong lòng con. Thuộc về Chúa, con thuộc về Chúa. Chúa Thánh Linh đầy dẫy con giờ này, 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 đầy dẫy trong lòng con giờ này, đầy dẫy trong lòng con. Amen. Oh hallelujah. Amen. Anh chị em thấy không? Khi chúng ta bắt đầu quá trình thanh tẩy bên trong thì tà linh nó lộ diện. Có những người như thế này, nhưng có những người nôn ói ra, có những người co giật, có những người la hét, có những người có cảm xúc dâng trào. Điều gì đó, tất cả những uế linh nó đi ra khỏi anh chị em đó. Amen. Nó phải đi ra, bởi vì Chúa chúng ta là đấng thánh khiết, Ngài không chấp nhận sự ô uế, không chấp nhận. Cho nên mỗi lần mình thanh tẩy như thế này, tôi dám chắc một điều rằng con người bề trong của anh chị em sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng trước mặt Chúa. Amen. Và con người bề trong đó đó, nó sẵn sàng để được đầy dẫy Thánh Linh ở bên ngoài. Thánh Linh sẽ giáng xuống trên anh chị em. Amen. Và anh chị em sẽ nói tiên tri cho Đức Chúa Trời. Amen. Anh em sẽ chữa lành người bệnh. Amen. Anh em sẽ giải cứu người quỷ ám. Amen. Wow. Anh em sẽ xây dựng hội thánh của Ngài. Anh em là con gặt của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Wow, tuyệt vời. Anh chị em thấy lòng mình được phấn khích buổi sáng hôm nay không? Amen. Đầy hy vọng buổi sáng hôm nay không? Amen. Đó, cảm ơn Ngài. Tôi sẽ cầu nguyện để Đức Thánh Linh giáng xuống trên anh chị em nha. Tôi xin Đức Chúa Trời, Ngài hãy giáng xuống trên những con gặt này, trên những con gặt này, để sẵn sàng cho mùa gặt cuối cùng. Tôi muốn tất cả anh chị em hãy nhắm mắt mình lại. Dạ. Và những anh chị em bảo vệ thì đừng nhắm mắt. Nhiều khi là có những tình huống gọi là bất khả kháng, phải không ạ? Những anh chị em khác thì nhắm mắt mình lại. Nào, giơ hai tay lên. Rồi, cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện. Anh em hãy sẵn lòng đón nhận nha. Cha yêu quý, con cầu nguyện cho dân sự ở nơi này, những con người khát khao Ngài, khát khao được đầy dẫy quyền năng của Ngài. Lạy Chúa là những con người được thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu. Cha ơi, hãy tuôn đổ Đức Thánh Linh trên họ giờ này. Tuôn đổ Thánh Linh trên họ giờ này. Tuôn đổ Thánh Linh trên họ giờ này. Tuôn đổ Thánh Linh trên họ giờ này. Đón nhận anh chị em. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận trên từng đôi tay của anh chị em. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy quyền năng và sự thâm viếng của Thánh Linh Ngài. Tuôn tràn, tôi nói cơn gió của Ngài đến trên anh chị em giờ này. Thân của Đức Chúa Trời đến trên anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi, hãy kiên nhẫn đi. Tiếp tục đi, 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 tiếp tục nào. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Cha ơi, con khai phóng những ơn của Ngài trên họ. Con khai phóng những ơn tri thức trên họ. Con khai phóng những ơn không ngon trên họ. Khai phóng những ơn phân biệt linh trên họ. Khai phóng những ơn chữa lành giải cứu trên họ. Khai phóng những ơn làm phép lạ trên họ. Khai phóng những con người này. Mắt họ mở ra, tai họ mở ra, lòng họ mở ra. Họ sẽ vận hành trong ân tứ của Thánh Linh Ngài. Đón nhận anh chị em. Đón nhận nào. Ai tin giờ này hãy nhận. Ai tin giờ này hãy nhận. Ai tin giờ này hãy nhận. Tất cả ơn từ trời này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy vận hành. Vận hành. Con mời Thánh Linh Ngài vận hành. Con mời Thánh Linh Ngài đổ đầy. Con mời Thánh Linh Ngài đổ đầy. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngài làm những điều đó để cho anh em trở thành con gặt của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Ok. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.